The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy Thái Nhật xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả và xin mời tất cả quý vị cùng đến với chương trình của Jimmy tuần này. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, một vị khách mời rất đặc biệt mà Jimmy có hân hạnh được mời lên show để cùng tâm tình với quý khán thính giả. Tiếng hát của cô đã gắn liền với dòng nhạc của Lê Uyên Phương mà hơn 50 năm qua chúng ta đã yêu mến. Xin quý vị cùng với Jimmy Thái Nhật chào đón nữ ca sĩ Lê Uyên. Chào cô. Chào, chào Jimmy, chào với tất cả quý vị đang xem cái chương trình Jimmy Show này. Dạ, xin chào. Cảm ơn cô hôm nay đã đến với chương trình của con. Và nói là mời, phải ngỏ lời mời cô, nhưng mà hôm nay là cô cháu mình mới có duyên để cùng nhau xuất hiện trong chương lâu trình này. Lâu rồi phải không? Hình như là rồi. Cũng vài tháng rồi đó. Thưa cô, nhắc đến cô, người ta đều nghĩ ngay đến dòng nhạc của Lê Uyên Phương. Thì con cũng muốn thay mặt cho các bạn trẻ, muốn hỏi cô là cái phút đầu mà cô gặp chú Phương như thế nào? Hình như là cái điều đó cũng được nói vài lần đúng không? Nhưng mà với Jimmy thì bây giờ mới chính thức để nói. Dĩ nhiên là cái phút đầu gặp gỡ của bất cứ một mối tình nào nó cũng đều là một cái hình ảnh, một kỷ niệm đẹp ở lại với chúng ta cho tới ngày hôm nay. Cho nên cô nhớ rất rõ cái giây phút đầu tiên mà gặp chú. Lúc đó nhà cô có mua một cái căn nhà ở gần Viện Đại học Đà Lạt. Nhà cô số 18. Nhà chú Phương cũng ở trên cái con đường đó, nhưng mà số 22, tức là cách nhau hai căn. Hai căn. Thì là lúc đầu, ngày đầu tiên lên Đà Lạt, đi coi chỗ này, coi chỗ kia, ông bố cô đưa cô đi coi. Xong rồi khi trên đường đi về thì cũng gặp thoáng qua thôi, nhưng mà không để ý. Cho đến một tuần lễ sau thì cô trên đường đi ra phố, cô nhớ cô mặc chiếc áo dài màu vàng. Lúc đó cô nhỏ lắm, nhưng mà có lẽ cô được cái chiều cao trên cô mặc áo dài rồi. Đi hân hoan lắm. Đi ra phố thì ở nhà chú cách hai căn đó mà. Thì trên đường đi ra phố thì cô phải đi ngang nhà chú. Thì cô đi gần tới nơi, cô đã thấy một anh chàng ngồi trên một cái tảng đá ở trước cửa nhà của anh ấy. Thì cái anh ấy vẫn nhìn cô, lúc cô đi tới thì mình hơi hồi hộp. Sao tự nhiên mình đi, thì có một người nhìn mình thì tự nhiên mình phải hồi hộp thôi, tự nhiên là vậy. Thì khi đi gần tới nơi thì chú mới nói là chào cô. Thì cô nhớ ngay lúc đó là chú vừa nói tiếng chào cô đó thì cô điên được đấy. Cứ mình bị như là bất ngờ và bị nervous một cách kỳ lạ lắm. Cô nói dạ, rồi thôi rồi cô đi, mà đi qua cái chỉ có hơn một thước thôi, nhưng mà cô đi chợ lâu là lâu thì hồi hộp ghê lắm, cứ sợ như là người ta sẽ vồ lên bắt mình vậy đó. Đó là phút đầu tiên. Rồi thì sau cái giây phút đó thì có thể nói trong lòng cô còn nhớ là cái mắt của chú. Còn chú thì chú đã để ý cô lâu lắm rồi, cách đó nghĩa là cả 10 ngày từ lúc ngày đầu tiên cô bước lên là thì chú đã nói chú đã đứng cái góc mít, nhà chú có cái góc mít, có cái cây mít, đứng góc mít mà nhìn qua cô sinh hoạt bên này rồi, nhưng mà cô không để ý. Đó là cái giây phút đầu tiên như vậy. Con được biết là cô là từ có cái nguồn gốc là người Hoa phải không cô? Ở Sài Gòn. Và nghe con cũng nghe kể lại rằng là gia đình cũng không cho cô với chú quen nhau trong cái buổi đầu thì phải, có những cái khó khăn không? Chắc chắn làm sao cho người Tàu không có muốn có một người Việt Nam làm một người thân trong gia đình, rể hay dâu năm nay rồi không không có được như vậy. Nhưng mà về phần cô thì cô đã quyết chí. Với hai nữa là cô là đứa con gái mà được thương yêu nhất trong gia đình. Đó, cho nên rốt cuộc lại cô cũng có ý lại cái phần thương yêu đó để mà cô muốn làm cái điều mình muốn làm. Là cô nhất định phải lấy chú Phương. Bằng cách nào mà cô chứng tỏ được cái trời ơi, nói cái đó thì bây giờ một tháng cũng không hết. Nhiều lắm, có đã nhiều cái chuyện xảy ra để làm áp lực với gia đình. Nhiều lắm, từ cái chuyện bỏ nhà đi tới cái chuyện mà cô tự tử. Hay là nhiều lắm. Và tìm cách này trốn nhiều lắm, không có kể được trong một cái buổi ngắn ngủi như vậy. Nhưng mà với cô
Thì với cái tuổi 15, lúc đó cô 15, 15 tuổi thôi. Yeah. Nhưng mà có lẽ trời đã gắn liền một cái định mệnh của cái cho cô và chú, cái định mệnh rõ ràng như vậy. À, để rồi đó, cô đã nhìn thấy được cái tài đức của chú ngay từ giờ phút đầu, mặc dù cô chỉ có 15. Wow. Như bây giờ cô thấy đó, những người trẻ ở bên này nè, dù bây giờ trên 30 tuổi vẫn trẻ con, đúng không? Nhưng mà cái thời đó đó, 15 tuổi thì vẫn là ở cái tuổi trẻ con chứ không thể nào nghĩ cái gì khác. Nhưng chính cô cũng hiểu tại sao mình lại nhìn thấy được điều đó và mình có cái suy nghĩ đó. Nhìn xa được. Nhìn xa được. Cô thấy một cái người này, một cái ý nghĩa duy nhất trong đầu của lúc đó thôi, là cái người này nghèo. Gia đình chú là gia đình quý tộc, nhưng mà lại cái hoàn cảnh rất nghèo. Cho nên đó là một gia đình nghèo, chú là người nhìn thấy là thấy một người rất là đàng hoàng, có đạo đức, mà lại có tật. Kéo violon, cái bài đầu tiên chú kéo bài Con Thuyền Không Bến, hay ơi là hay. Thì cô lại nghĩ, mà lúc đó cô cũng đâu có một cái ý niệm gì về nhạc, về what, tất cả mọi thứ đều không có. Thế thì cô mới nghĩ sao người đánh đàn hay, nhà thì nghèo, mà có tài, có tật. Trong khi mình nhà giàu, đẹp, đủ thứ chuyện hết á, mình có tài hết. Thì tại sao mình không có làm cái gift, một cái quà tặng của trời để mình cho cái người này cái cuộc đời của mình. That's it. Đó là cái điều cô nghĩ lúc đó và cô quyết tâm như thế. Và sau một cái thời gian vài tháng để mà chơi với nhau, thật sự là chỉ có một cái buổi gặp đó, sau đó rồi đó thì gặp lại nhau thì coi như đã quen nhau biết bao nhiêu lần rồi. Hai người đã hoàn toàn thương mến nhau vô cùng. Và trải qua những cái sóng gió trong cái buổi đầu đó thì cô với chú đã đến với nhau. Và ca khúc nào là ca khúc đầu tiên mà chú sáng tác ra thưa cô? Ca khúc đầu tiên có thể nói là cái bài Vũng Lầy Của Chúng Ta. Vũng Lầy Của Chúng Ta. Đúng rồi. Tình Khúc Cho Em, cũng có thể nói Tình Khúc Cho Em, cũng đúng, nhưng mà sau đó là bài Vũng Lầy Của Chúng Ta. Là Theo Em Xuống Phố Trưa Nay. Đúng rồi. Theo em xuống phố trưa nay, đang còn ngất ngây cơn say. Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài ngàn vạn màu. Cho nhau hết cả mê say, cho nhau hết cả chung tay. Cho nhau chân đời trên cánh môi say, trên cô chú là vẫn còn ở Đà Lạt với những cái ca khúc mà cô chú sáng tác ra. Không hẳn, cô lúc đó không được ở Đà Lạt. Tại vì khi mà bị phát giác rồi thì cô phải về, bị bắt về Sài Gòn. Cho nên cô với chú không có gặp nhau nữa. Nhưng mà cô đâu có chịu thua. Cho nên đã có những cái chuyện mà chú từ Đà Lạt đi xe đò về Sài Gòn gặp cô có một ngày thôi. Sau đó phải trở lên để dạy học. Thì cái lần mà xa nhau nhiều nhất từ lúc mà yêu nhau cho đến khi đến nhau là 19 ngày, là một cái biến động ở tại cái thành phố của cô là Chợ Lớn. Thì cả cái con đường của cô, đặc biệt con đường của cô thôi, bị cấm, nghĩa là ngoại bất nhập, nội bất xuất. Thì cái lúc đó là 19 ngày duy nhất thì quay quắt không làm gì được cả, cô không được ra khỏi nhà. Tại cái cả con đường nó bị block, bị kiểu như là bị giới nghiêm 24/24, không có ai làm gì được hết á. Cho nên là chú phải từ Đà Lạt về tới rồi chỉ ở ngoài chờ thôi, không làm gì được. Thì có một lúc cô phải nói dối là con đi ra con lấy cái này thôi ở ngoài đường á. Rồi cô chui qua cái hàng rào kẽm gai để cô ra ngoài đó. Thì cô còn nhớ cô bị chặn lại, hỏi tại sao đâu có ai được ra nữa. Không, mà lúc đó cô nhỏ mà,
Thì nó không, tôi ra tôi mua kẹo tại tôi thích ăn kẹo. Thì chú đã chờ đó, thì hai đứa trời ơi leo lên xe xích lô máy, chạy một lèo tới một chỗ nào mà xa hẳn gia đình để mình coi như mình được free đó. Thì chạy thẳng tới ngã bảy. Ngã bảy từ đó, từ cái ngày đó mới có cái bài cho lần cuối. Là cho lần cuối. Mình chủ là viết đó. Viết ở ở cái khu ngã bảy họ. Ở Sài Gòn. Ở chợ lớn thì như chợ lớn Sài Gòn gì đó ngã bảy. Yeah. Thì cái đó là cái nơi mà gần nhất nhà cô để cứ khi mình về lại mình có thể. Dạ. Yeah. Yeah. Và đến năm mấy thì cô với chú là đứng trên sân khấu hát cùng với nhau trong. Đầu mùa xuân 1970. 70 nhân một cái tuần lễ được nghỉ hè tại chú một giáo viên mà. Yeah. Thì chú được nghỉ hè là nghỉ Tết. Thì cô chú mới về lại chợ lớn để thăm gia đình trong vòng 3 tuần lễ. Thì về tới nơi thì đi hát ngay, gặp một nhà thơ nổi tiếng của chúng ta, nhà thơ Đỗ Quý Toàn, đưa tới anh Đỗ Ngọc Yến và nhạc sĩ Phạm Duy. Là từ cái ngày thứ hai đó về tới Sài Gòn xong qua ngày thứ hai đi gặp những người đó. Thì từ cái ngày thứ hai đó cho đến Tết là hát liên tiếp tất cả các phân khoa đại học. Tất cho cả. Sinh viên học sinh. Cho sinh viên học sinh. Và cũng không ngờ là cái lần đó lại là cái một lần khác nữa, một cái định mệnh khác nữa để đưa cô chú đến với mọi người yêu âm nhạc. Wow. 19 ngày thôi. Cũng 19 ngày thôi. Cũng 19 ngày thôi cô chú trở thành một người bạn trong cái vườn hoa âm nhạc. Một người bạn của tất cả các anh sinh viên lúc bây giờ. Rất cảm ơn cô với những câu chuyện này. Và sau một vài phút thương mại thì hai cô cháu mình sẽ trở lại với khán thính giả. Ok, chắc chắn. Xin cảm ơn quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ màn ảnh của chương trình The Jimmy Show. Và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Lê Uyên. Lúc nãy cô cũng chia sẻ về cái lần mà xuất hiện cho sinh viên học sinh hát cùng với chú. Đó là cái đợt, cái thời gian mà cô nghĩ là không bao giờ cô quên được cô ha. Cô không bao giờ quên được. Cũng như cái không quên được một cái buổi trình diễn đầu tiên. Bảo là trình diễn đầu tiên mà không chính thức. Yeah. Tức là vào năm 67 thì lúc cô chú là thương yêu nhau đến độ mà ghê gớm lắm rồi đó. Yeah. Thì vừa mới được phép lấy nhau đó. Oh. Thì anh em sinh viên ở trên viện đại học Đà Lạt tại cái kênh nha, thì mới muốn, lúc đó chưa có nổi tiếng nha. Yeah. chưa mới được phép lấy nhau thôi, thì mới muốn tổ chức. Hồi đó thì cũng như bây giờ có những cái sinh hoạt trong giới sinh viên, những bài hát mới sáng tác và đã rồi. Yeah. Thì anh em sinh viên trên viện đại học mới muốn có một buổi trình diễn văn nghệ mà chương trình của Lê Hương Phương mà thôi. Chà. Muốn nghe những ca khúc mới đó. Ừ. Thì cái buổi đó là một buổi chiều ngày Chủ nhật, cô còn nhớ như vậy, lúc 3 giờ chiều, thì hai đứa cũng không ngờ là đông như vậy. Là cái hội trường nó trước khoảng 400 người thôi. Chà. Nhưng mà hôm đó phải hơn 500 người, bởi vì có một số phải đứng bên sát cái tường ấy. Và luôn cả bên ngoài nữa để mà nghe những cái bài hát của cô chú. Wow. Thế thì lúc chuẩn bị ra rồi đó, nói được một vài câu thì âm thanh bị hư. Oh, wow. Âm thanh bị hư thì cũng chờ chừng 10 phút, 15 phút để người ta sửa lại. Yeah. Nhưng cũng may là cái hội trường đó nó vang. Nó làm hay lắm, tại tay làm mà. Yeah. Cho nên là khi không có thì chờ hoài. Thì làm sao? Thì cô với chú nói thôi, nếu vậy không có âm thanh thì mình thử hát, không có micro làm sao? Hát chạy luôn. Mọi người thích quá, mọi anh em luôn. Và chính cái sự mà vỗ tay đó thì làm cho mình lên tinh thần. Đúng rồi. Cho nên cô chú hát một lúc 18 bài. 18 bài. Cô chú. Yeah. Không có âm thanh. Wow. Không đâu, mà nó vang. Hát tới đâu bài nào cũng được đón nhận. Nghĩa là vỗ tay từ đầu cho đến cuối. Thì cái điều đó làm cô chú trời hạnh phúc ơi là hạnh phúc. Đây là hạnh phúc đầu tiên có với nhau trước một cái nhóm và sinh viên mà nhiều đến như vậy. Yeah. Mà đó. Cô nhớ những cái bài nào mà cô hát với chú trong cái đêm hôm đó không? Cái dĩ nhiên bài đầu tiên vẫn là bài Tình Khúc. Tình Khúc Cho Em. Tình Khúc Cho Em. Sau đó là Một Ngày Vui Mùa Đông. Tại vì tất cả những bài nhạc của chú được viết tại Đà Lạt.
Cho nên khi mà mình hát lên như vậy thì mọi người đều thấy được cái khung cảnh của bài hát đó hiện lên trước mắt mình. Trước mắt mình. Dạ, vâng. Dạ. Có một bài mà con rất chú ý mà ít người hát mà hôm nay con muốn hỏi cô luôn, đó là bài Chiều Phi Trường. Đúng rồi. Cái tình sử bài hát đó như thế nào thưa con? Đó, cái đó bài Chiều Phi Trường là cái bài đầu tiên khi chú đưa cô ra phi trường Liên Khương để mà cô về Sài Gòn nhân một cái dịp lễ. Trong mùa hè thì mùa hè hay là lễ gì đó thì phải về, thì đó là cái cuộc chia tay đầu tiên. Thì chú biết cái bài đó. Cũng cái bài lần thứ hai đưa cô về lại Sài Gòn là cái bài Lời Gọi Trên Mây. Lời Gọi Trên Mây. Hai bài được viết tại phi trường Liên Khương đó. Hay quá. Và còn tôi với em dừng chân vai tiễn đưa, nhớ không? Nhớ nhớ. Đó, cái ngày hôm đó. Qua trong nắng tiên đường. Đúng rồi. Mà một bài mà con phải nói con rất là yêu trong các ca khúc của cô chú mà cũng ít người hát, đó là Trên Da Tình Yêu. Đúng, Trên Da Tình Yêu là nó quá là hay, đúng không? Cho cái bài nào của chú cũng hay hết á. I love that. Thì cái bài Trên Da Tình Yêu là chú viết về cái sự nồng nàn trong cái lo sợ mất mát nhau. Cho nên nếu mà đọc rõ, nhớ rõ những cái lời trong bài hát đó thì Jimmy sẽ thấy những điều cô nói là đúng, tức là cái sự nồng nàn bên cạnh nhau, yêu thương nhau trong cái sự nghĩa là lo sợ sẽ một ngày nào đó mình sẽ mất nhau. Yeah. Này người yêu ơi, đem tim tươi rưng rưng cho tình ấy. Cho tình ấy. Yeah. Đúng rồi. Và cái bài hát đó là cô nhớ là chú sáng tác vào khoảng năm nào không cô? À, nhớ chứ, cô nhớ trước khi được lấy nhau có lẽ 66, 67. 67. 67 là có Trên Da Tình Yêu. Là sau cái loạt bài Vũng Lầy, Hãy Ngồi Xuống Đây này cái đó thì là cái bài Trên Da Tình Yêu. À, Trên Da Tình Yêu. Yeah. Như lúc nãy cô có nói là cô khi mà tới Sài Gòn thì có sự hướng dẫn của ông Phạm Duy rồi Đỗ Quý Toàn. Thì cô chú đã thâu cái dĩa nào là cái dĩa đầu tiên của cô chú ở tại Sài Gòn? Đó thì cái dĩa đầu tiên là cái cuốn Tơ Vàng. Tơ Vàng. Yeah. Ôi không nói, để cô đem đấy nhân một cái chuyến mà cô đi qua Úc trình diễn. Yeah. Một người đã từng là đại sứ Việt Nam tại Úc Châu. Yeah. Đi lên cho cô một món quà thì cô không biết là gì. Yeah. Thì khi mở ra là cái cuốn băng đó. Cuốn băng đó quý quá, anh lớn. Yeah. Tại vì mình ra khỏi Việt Nam mình đâu mang theo được những điều đó. Yeah. Thành ra cô thích quá thì ông có nói một câu, là cái người cho có nói với cô một câu là tôi biết cái này, cái quà tôi đang định tặng cho cô đó quý lắm, quý với tôi nữa. Yeah. Nhưng mà sẽ rất quý với cô. Yeah. Tại sao? Tại vì với tôi quý thật, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu tôi giữ nó sự ích kỷ, tại tôi biết là cô không có. Yeah. Nên tôi trao lại cho người chủ của nó cái cuốn màn này, cái, yeah, cái quà này, cái cô mở cô thấy trời ơi, cô rơi nước mắt ngay trên sân khấu. Không ngờ một ngày mình nhìn lại cái cuốn màn đó. Yeah. Mà tưởng đâu đã thất lạc rồi cô ha. Đúng, cái là thất lạc, với lại mình không mang theo được. Dạ. Yeah, đó. Thì hồi đó sau này cô được biết là cái cuốn băng đầu tiên của cô đó đã được tất cả các sinh viên hoặc là những gia đình cũng những bố những mẹ đã mua cái cuốn đó, tại vì bố mẹ của thời đó là cùng một thời với cô. À. Mua cuốn đó để gửi qua cho đứa con đi du học hoặc là cho người bạn mình làm cái này ở tất cả các nước ngoài, thành ai cũng có cuốn đó trừ cô. Yeah. Rất là quý, và con hy vọng là sau show này cô sẽ cung cấp cái hình ảnh cái cuốn băng cho khán giả về cái cuốn Tơ Vàng. Và nhắc tới cô và chú thì con có một cái tài liệu mà rất là quý. Đó là thấy cô và chú hát bài Cho Lần Cuối trong phim Người Tình Không Chân Dung. Đúng rồi. Xin cô chia sẻ thêm về cái này. Rồi, hay lắm. Tất cả nghệ sĩ lúc đó đều có thể nói đều quý chú Lê Đông Phương và phục cái tài với những bài nhạc của chú. Và họ đều có cùng một nhận xét là dòng nhạc của chú nó đi một con đường riêng biệt, không có bị lẫn, không có bị pha với bất cứ một cái dòng nhạc nào trước đó.
cho nên là chị Kiều Trinh khi với anh Hoàng Vĩ Lộc dự định làm cái cuốn phim Người Tình Không Chân Dung thì thật sự ra đó họ muốn cô với chú góp mặt, nhưng mà góp mặt như thế nào và làm sao cho họ thích lắm. Thì cuối cùng họ đề nghị bài Vũng Lầy, thì chú cô nhớ là chú nói là Vũng Lầy thì nó không ăn khớp gì trong cái phim này, thì nên chọn bài Cho Lần Cuối. Tại vì Người Tình Không Chân Dung thì cái người thiếu nữ này cũng đang đi tìm một cái người nào đó mà mình không biết, và cái lần đó có thể là lần đầu và cũng có thể là lần cuối để gặp mặt cái người đó. Thì khi gặp mặt cái đó thì cái gì, thì tất cả những cái mong đợi, những cái một cái gì đó rất sâu sắc trong cái lòng người thiếu nữ đó muốn chia sẻ với cái người mà mình không biết mặt, không biết tên, cho nên chọn Cho Lần Cuối. Thì Cho Lần Cuối nó có những câu giờ này còn nhìn nhau nhìn thắm thiết như suối bền, nhìn suốt kiếp như chết mòn. Nhìn gấp hối thương đau. Nhìn gấp hối thương đau, exactly. Dạ vâng. Ngày mai ta không còn thấy. Dạ, và cái màn trình diễn đó, khán giả nào mà xem phim Người Tình Không Chân Dung thấy cái đó thì sẽ thấy cái hình ảnh cô và chú vừa đàn và hát. Đó. Đó là cái tài liệu mà hiếm và còn lại duy nhất mà thấy được cô chú trước 75 đó. Dạ, hình ảnh chứ ngày xưa có thể là cô chú cũng có thâu nhiều trên đài truyền hình. Đài truyền hình đúng rồi. Nhưng mà sau khi mà 30 tháng 4 thì chúng ta không còn cái tài liệu nào được. Dạ, không được lấy ra được nhiều. Và sau cái cuốn băng mà Tơ Vàng lúc nãy cô cứ chia sẻ thì cô còn thâu cuốn nào với chú nữa hay không? Sau đó thì cô có thu tất cả những cuốn băng thu thời đó, hai cuốn đều là thu với một cây guitar mà thôi. Cây guitar thôi. Và trong một cái phòng, có thể nó phòng làm việc nhỏ xíu, chỉ hơn hai thước vuông thôi. Rồi đứng đó thu, rồi tất cả xung quanh là những cái móc biết gì đó họ làm để mà giữ âm thanh, nhưng mà vẫn còn nghe tiếng xích lô máy rồi lao ôm sòm của ngoài đó, cuốn Tơ Vàng đó. Tơ vàng. Cái cuốn thứ nhì thì ngon lành, tưởng là ngon lành hơn, tức là thu với một ban nhạc của ông Nghiêm Phú Phi. Wow. Rồi, ok. Mà ngon lành hơn nữa là cho hai người hát giọng phụ, nghĩa là thuộc loại đàn chị của mình lúc đó, để mà cho những cái bài nhạc cần hợp ca đó, cần tam ca thì có người đó. Một bên là chị Mai Hương, một bên là chị Châu Hà. Hai người đó đứng hát phụ, cô đứng giữa để thu. Mà nhớ Jimmy nhớ nha, lúc đó khi thu một bài hát, tất cả những bài hát được thu vào trước ngày 75 đều là thu nguyên một bài nhạc sống. Không phải như bây giờ là thu trước trong computer. Thế thì nếu một người trong một cái nhóm nhạc sĩ chơi nhạc đó mà hư, phải làm lại nguyên từ đầu. Thành ra một bài có thể thu vài chục lần, tại vì không có người nào hư thì người kia bị ho, người kia, you know, nó là như vậy. Còn phần cô, cái problem của cô, một lần cô phải thu lại, hai lần cô phải thu lại, là làm sao mà cô hát chính mà hai người này hát rầm quá thì cô bị lây, không còn nhớ giọng chính mình là gì nữa, bị lây qua hai cái giọng phụ này. Thành ra cuối cùng lại cô phải xin một cái headphone cô để đây, để mà cô che lỗ tai mình để không nghe này. Rồi khi mở đầu hát thì cô chỉ nhớ cái câu của mình hát, còn hai người này hát gì kệ mà kệ. Hát ta lộn qua bè luôn. Không hát được luôn. Dạ vâng. Rất cảm ơn cô về những chia sẻ quý quá. Lần đầu tiên nghe cô chia sẻ về cái cuốn băng đó. Nhiều lắm. Đặc biệt là có cô Châu Hà và cô Mai Hương bè cho cái cuốn băng thứ hai. Cảm ơn thứ hai. Đó là một điều mà rất là quý. Cảm ơn cô và chúng ta sẽ gặp lại nữ ca sĩ Lê Uyên trong phần sau. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy Thái Nhật xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả và xin mời tất cả quý vị cùng đến với chương trình Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, tiếp nối với phần câu chuyện tuần trước, hôm nay xin mời quý vị cùng với Jimmy Thái Nhật tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Lê Uyên. Trong lần trước thì cô có chia sẻ về lần thâu âm có sự hiện diện của cô Mai Hương rồi cô Châu Hà bè cho cuốn băng của cô. Thì cái cuốn băng đó là cô nhớ là ra đời yêu nhau khi còn thơ. Yêu nhau khi còn thơ. Trong cái tập nhạc đó. Trong tập nhạc luôn. Trong tập nhạc đó gồm những cái bài mà ví dụ như là bài
Đêm chợ phiên mùa đông. Chợ phiên mùa đông. Bài ca Hải Ngộ. Bài ca Hải Ngộ. Uống nước bên bờ suối không không? Không, Uống nước bờ suối là cái tập sau này. Yeah. Không Tơ Vàng. Tơ Vàng là sau này. Yeah. Sau ngày sau khi cô chú đã có đã nổi tiếng rồi và đi lưu diễn khắp nơi, thì cái bài hát Uống nước bờ suối được viết tại Pleiku. Cái mỗi bài hát nó đều có một cái nơi, một cái chuyện để mà nói về đó. Thành ra cái vì vậy cho nên mọi người cũng đã nhìn thấy được là trong nhạc của chú Phương đó, đó là những bài hát có thật, ghi lại những sự kiện có thật và những cảm xúc có thật, chứ không có mơ hồ, không có ảo tưởng, không có mơ màng gì cả. Và trước 75 cô có hát những dòng nhạc của những nhạc sĩ khác không cô? Hoàn toàn không. Oh, tại vì lý do là hát nhạc mình không đó, còn không có thì giờ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cô không biết. Cô biết hết tất cả bài hát mà cô biết, cô yêu nhạc nào và cô hợp với nhạc nào như vậy. Cô biết hết, nhưng mà không có thì giờ phải nói như vậy. Để mà trình bày những cái bài hát mà mình thích ngoài cái chuyện nhạc của chú và cô. Và cô cũng chỉ song ca với chú thôi. Chỉ song ca với chú là hạnh phúc quá rồi, song ca với ai hết. Và trong thời trước 75 thì cô có thường được mời hát ở vũ trường hoặc là ở phòng trà được nhiều không cô? Có chứ, cái sinh hoạt của cái thời trước 75 đó là hát tất cả các phòng trà. Mà cái thời kỳ đó nó không còn là cái thời kỳ nhảy đầm, nó không có nhảy đầm. Nhảy đầm coi như xưa rồi. Thì cái năm 70 trở đi đó là những cái show phòng trà để nghe nhạc. Hoàn toàn để nghe nhạc. Cho nên là ngoài mấy cái phòng trà đó buổi tối thì ban ngày thì cô với chú thu TV, thu TV và hát những cái show mà cô với chú hát đó, nó lại có tính cách recital, tức là một mình thôi, one man show thôi. Và nếu không nữa thì là ở một cái sự kiện nào đó lớn lao, ví dụ như là một cái buổi họp của không quân, thí dụ vậy đó, vài ngàn người, hoặc là những cái sự kiện đó. Chứ còn ngoài ra thì tất cả đều hát phòng trà và TV. Đó là những cái tháng ngày mà cô chú sinh hoạt rất mạnh mẽ trước 75 tại đó. Sài Gòn. Thí dụ như là đại hội nhạc trẻ. Đại hội nhạc trẻ cô chú. Đó, thí dụ vậy ở sân vận động Hoa Lư. Đó, thí dụ vậy. Hoặc là Thảo Cầm Viên cô chú. Hoặc là Thảo Cầm Viên. Rất là hay. Và cái biến cố 30 tháng 4 75 thì ảnh hưởng cho toàn nước Việt Nam, không riêng gì gia đình nào. Sẽ không nghĩ cũng ảnh hưởng tới cô chú cũng rất nhiều. Đúng. Xin cô chia sẻ thêm sau cái biến cố đó. Cái ảnh hưởng bảo là nhiều thì không biết nói nhiều hay ít đây, nhưng mà cái cách sống của mình, cái suy nghĩ của mình, mọi thứ nó đều bị hạn chế. Và đồng thời mình không được phép, mình không có cơ hội để làm những cái gì mình thích giống như trước đó nữa. Cho nên là chú với cô lại sống thu gọn lại trong cái gia đình của mình thôi. Nhưng cái điều đó không có nghĩa là ngưng tất cả. Phần cô thì dĩ nhiên là cô không có để hát, không hát nữa. Nhưng mà chú vẫn sáng tác. Vì trong cái thời gian đó lại là một cái thời gian cũng rất là tốt với những người sáng tác. Cô nghĩ vậy. Bởi vì với chú thì cái thời gian nó quá tốt. Tại vì chú ghi nhận tất cả những cái sự việc trong cái đời sống của chúng ta sau này năm 75. Để chú lại tiếp tục viết những ca khúc như trước đây chú viết về tình ca, về tình yêu. Về tình yêu, về những chuyến này, những chuyện kia, và tất cả đều nói về cái tình yêu và những điều kỷ niệm đẹp. Thì sau năm 75 chú lại có những bài hát nói một cái đề tài lớn hơn là con người, một sinh vật nhân tạo. Thì cái loạt bài đó gồm hơn 20 ca khúc. Bài nào cũng hay. Và có bài chỉ nào nói về tên phận thôi, không nói phổ biến được trên hải ngoại này không cô? Trong cái loạt bài chú với cô đã hát một đôi bài. Nhưng mà để phổ biến thì chưa kịp. Và tính năm mấy thì cô chú mới vượt biên ra hải ngoại nè? 79. Trong cái thời gian đầu mà của người Việt lưu vong đó thì hầu như ai cũng hát và ai cũng đều xúc động với ca khúc Khi Xa Sài Gòn. Xin cô chia sẻ thêm bài đó là sáng tác sau 75 hay là bài đó là từ sáng tác từ lúc nào? Rồi, cảm ơn Jimmy đã cho cô nói sơ về cái bài hát đó. Bài hát đó là một bài thơ phổ nhạc. Một bài thơ của Kim Tú.
Kim Tuấn và là ở Pleiku. Thì chú được biết nhân cái cơ hội, cái dịp một cái tuần lễ văn hóa được tổ chức ở Pleiku. Hay không? Ngày xưa có những cái chương trình này, tuần lễ văn hóa là cái gì? Tức là nguyên một tuần lễ đó tổ chức ở một cái hội trường đó, thì một đêm với nhạc Phạm Duy, một đêm với nhạc Lê Hương Phương, một đêm đọc thơ, một đêm nói về văn của nhà văn Mai Thảo, một đêm nói về những nhà sinh vật học khảo cứu về Việt Nam, và hai đêm nữa là cái gì đó cô quên, nhưng mà đại khái vậy, là một nguyên một tuần lễ văn hóa. Thì nhân cái chuyện đó thì Kim Tuấn mới cho chú nghe một số bài thơ của Tuấn, và chú đã đồng cảm với cái bài Khi Xa Sài Gòn. Khi Xa Sài Gòn, Kim Tuấn viết cho một cái nỗi nhớ của một người ở Sài Gòn, một người ở Đà Lạt, ở vùng cao nguyên như Pleiku, nhớ về một người ở Sài Gòn chứ không dính líu gì về cái chuyện sau 75 vượt biên gì hết, coi vậy. Nhưng mà mọi người cứ nghĩ là ôi trời, bây giờ trời mưa nắng là đang nghĩ vậy, không. Không vậy là đâu. Chú đã phổ từ trước 75 rồi. Từ trước năm thì ngăn chặn. Cô nhớ rõ 1973. 1973. Đúng. Mà có được phổ biến trong cái băng tơ vàng hay là khi Không, tơ vàng là băng đầu tiên. Dạ. Yeah. Nhà của chú thôi. Mà cũng chưa phổ biến trên. Chưa có gì hết cho đến khi qua bên này. Là cô mới hát cái bài mới đó. Mới hát bài đó. Wow. Cùng với những cái bài hát khác trong cái ca khúc Tình Như Mây. Tình Như Mây còn lại. Dạ. Yeah. Bởi vì trong đó và trong cái buổi đầu khi mà ra hải ngoại thì cô chú bắt tay vào thực hiện những cuốn băng liền hay không? Băng liền, cái băng đầu tiên là băng lúc đó là chỉ có cassette thôi nhé, cassette thôi. Thì cái băng đầu tiên cô được biết là băng Xin Cho Yêu Em Nồng Nàn. Có phải là cuốn băng này không thưa cô? Đúng rồi. Xin Cho Yêu Em Nồng Nàn. Xin Cho Yêu Em Nồng Nàn, và đây là cuốn đầu tiên, exactly. Dạ, đúng rồi. Đây sao Jimmy có hay vậy? Sưu tầm mà con rất là ái mộ và có được cái cuốn băng cassette này. Cũng quý. Tại vì trong đây ghi là 1982. Đúng. Thì có cái cuốn băng này. Đúng, đúng. Và, đó là cái cuốn băng đầu tiên. Và sau một vài phút thương mại đi, con sẽ nhờ cô nói thêm về cuốn băng kỷ niệm này nhé. Ok. Cảm ơn cô, xin cảm ơn quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Giữ màn ảnh của chương trình là Jimmy Show và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Lê Uyên. Lúc nãy thì cô có chia sẻ cho con về cái cuốn băng đầu tiên mà thực hiện ở hải ngoại là Xin Cho Yêu Em Nồng Nàn. Đúng rồi. Cái lúc thâu âm nó khó khăn gì không cô? Khi trời ơi, vô cùng khó khăn. Tại vì lúc qua đây mà đâu có tiền bạc gì và phương tiện và tất cả mọi thứ đó, mình không có biết đường đi nước bước như thế nào. Cho nên cái cuốn băng này, nhưng mà lúc đó thì mọi người được xem một hai buổi trình diễn đầu tiên và cô và mọi người đều hỏi những cái cuốn băng cũ thì làm sao mình có, cho nên là chú mới có ý định là làm cuốn băng này để mình cũng như là mình làm lại những cái điều mình đã làm trước đây. Thì phải thu tại một cái trong garage của mình. Rồi mình cũng lại nhớ lại, chú lại nhớ lại phải che những cái gì như ngày xưa mình thu ở tơ vàng, mình là điều mình làm lại và đồng thời thu cái cuốn băng này là trong garage của mình. Đây là cuốn băng mà chắc cô không bao giờ quên được cái kỷ niệm. Không bao giờ quên. Mà khi mà cô ra hải ngoại thì con thấy cô cũng hát rất là nhiều nhạc của các nhạc sĩ khác. Đặc biệt là dòng nhạc ca khúc Da Vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Từ đâu mà cô đang hát nhạc của chú Lê Uyên Phương mà cô lại chuyển qua hát nhạc của Trịnh Công Sơn trong ca khúc Da Vàng? Thật sự ra như cô nói lúc nãy, khi còn ở Việt Nam, mặc dù hát nhạc của chú thôi, diễn chú thôi,
nhưng mà cô vẫn có những cái ý thích chứ. Cô vẫn thích những cái loại nhạc của Sơn, của nhạc sĩ Phạm Duy, của một số nhạc sĩ cô vẫn thích chứ. Cho nên là cô vẫn giữ trong lòng là nếu có dịp nào đó thì mình sẽ trình bày cái này. Rồi khi qua tới đây, qua đây đây cũng cả được 10 năm thì cô mới nghĩ trong bụng là tại sao mình không làm những điều mình thích, mà nếu mình hát một cuốn băng mà đầy đủ những cái bài hát của nhiều nhạc sĩ ấy, thì có lẽ nó cũng không đặc biệt. Thế thì bây giờ tại sao mình không hát một cuốn băng bằng nhạc ca khúc, những cái ca khúc da vàng này, những ca khúc cô thích lắm. Nó cũng cho cô thấy được cái phần nào đó, một cái phần nào đó, một cái cảm xúc của cái người nhạc sĩ này nó có thực khi viết những bài hát đó. Và cô bị cảm động vì như điều đó. Thì cô quen với nhạc chú rồi, hát nhạc chú tức là hát nói lên một cái điều gì đó thực, không có muốn hát những cái bài gì mà nó nói về chuyện chăn chim rồi cô không muốn vậy. Cho nên cuối cùng lại thì cô mới thực hiện cái cuốn băng ca khúc ra bài với những bài hát mà lúc đó đó chưa có ai mà hát những cái câu của thế. Đúng rồi. Thành khi cái cuốn băng nó ra đời thì có thể nói là một lại là thành một cái chuyện gì đó nó cũng sắp ở với đó để cho mọi người, tại vì nơi nào cũng bán mà cô đã bán được cái cuốn băng đó. Jimmy không thể tưởng tượng cô bán được nhiều thế nào. Cuốn băng khi là thú xa nhau, cô làm sau cái cuốn băng đó thì cả hai cuốn đó đều bán trên 80,000 cuốn. Wow, đó là con số rất là lớn. Rất là lớn. Dạ vâng. Mà cô hát không những riêng dòng nhạc Trịnh Công Sơn hay là dòng nhạc của chú Lê Uyên Phương, mà gần đây nhất con thấy cô có xuất hiện trong một cái chương trình thu hình rất là đặc biệt của trung tâm Asia. Đó là cuốn về nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Sắp đây nè. Dạ, Diễn Hòa. Yes, đúng rồi. Đôi khi người ta không nghĩ rằng là Lê Uyên lại hát nhạc Phạm Đình Chương, nhưng mà nếu ai đã nghe rồi thì người ta sẽ rất là yêu mến giọng hát của cô với dòng nhạc đó. Đúng rồi, cô cũng đã hát được hai bài hát của Phạm Đình Chương trong một cái show của Hội Ung thư Việt Mỹ. Cô hát bài Mắt Buồn và Xóm Đêm. Thì trong hai bài hát đó cô cũng nhận được cái sự nhận xét của rất nhiều người, cũng rất nhiều người mà nghĩa là gồ ghề đó, cho cô thấy là cô hát hai bài đó rất tới. Vì cô có nhiều cảm xúc thì cô mới sẵn đây cô nói là thật sự những bài hát mà cô hát thì bài của bất cứ ai. Cô chỉ hát khi cô thấy có cảm xúc với cái bài hát đó mà thôi. Còn có như thế nào nữa, có đưa súng vào đầu thì cũng không hát nếu mà cảm thấy không thích hợp, chứ không phải là bài hát dở. Nhưng mà dù khi có những bài nó không thích hợp với cái giọng của mình hoặc với cái lối suy nghĩ của mình vậy thôi. Và con cũng được biết là trong cái chương trình Phạm Đình Chương đó cũng trình bày một ca khúc cũng tiêu biểu cho dòng nhạc của Phạm Đình Chương, một bài hát đó, rất là hay. Rất vậy thì cô mong như vậy. Giờ cô đang không có thể bật mí chút xíu không cô? Thì nên nếu bật mí thì phải là nếu quý vị nghĩ rằng cái gì của nói lên Phạm Đình Chương, cái gì gồ ghề nhất của Phạm Đình Chương thì tôi sẽ là người được góp một phần nhỏ trong cái sự gồ ghề đó. Wow. Vậy khán giả phải trông chờ coi được cái DVD này, cái DVD Phạm Đình Chương này. Phạm Đình Chương, yes. Nhắc tới Asia thì con biết có cái sự chặt chẽ cộng tác giữa cô với chú khi chú còn sống với Asia. Đúng rồi. Mà con nhớ nhất là như cô cháu mình có vài lần nói chuyện qua phone đó. Cái cuốn băng mà không ngờ là lần cuối cùng chú xuất hiện là ở Las Vegas. Đúng rồi. Cái bài hát chắc con nghĩ là cô chưa quên đâu. Không quên, làm sao quên được. Đó là một bài hát định mệnh, không thể quên được, không bao giờ quên cả. Và cái bài hát đó nó quả thực là nó không những ở lại với cô suốt bao nhiêu năm và sẽ còn ở lại mãi nữa, thì nó cũng là một bài hát mà để lại trong lòng người nghe rất nhiều cái ấn tượng và tốt đẹp với chú Lê Phương, đúng không? Dạ đúng rồi. Con nhớ cô xuất hiện với chú lần đầu tiên trên Asia, cuốn tác giả và tác phẩm là Cho Lần Cuối. Là Cho Lần Cuối. Cái bài cuối cùng mà cô chú xuất hiện là Giả Khúc Cho Tình Nhân. Exactly. Thì không ngờ chỉ một thời gian ngắn sau thì chú mất vào năm 99. Cái lúc đó khi mà chú mất thì con nghĩ là cô hụt hẫng và cũng có nhiều cái cảm xúc mà không thể nào diễn tả được, phải không cô? Không thể diễn tả được. Có thể nói mình mất đi, mình không còn đời sống nữa. Mình không còn là mình. Cho nên cô đã nghĩ ngay là cô chỉ muốn đi theo chú thôi. Cô không muốn, tại vì nó không còn cái gì để mà mình sống dù là chỉ là một ngày. Mình mở mắt ra để không để làm gì, trống trống không. Cho đến khi mà vì một cái chuyện xui khiến của chú, rồi Asia muốn cô trở lại
hát. Thì nhân cô đồng ý để hát lại là cái ngày 100 ngày sau khi chú mất. Thì cô trở lại với cái bài Khi Xa Sài Gòn. Wow. Yeah, để cô hát lại cái đó. Rồi thì từ đó, cô từ đó, thì cô phải, Jimmy có tin rằng là cô như một đứa trẻ mới biết bò, mới biết đi. Tức là cô phải tự tập cho mình đi những cái bước gần như là đầu tiên trong đời mình nữa. Tức là mình đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Hoàn toàn khác rồi. Cho nên mình phải tập làm sao để mình có thể sống được một mình với những điều đã xảy ra cho mình. Hụt hẫn lắm chứ không phải không. Nếu không có sự yêu thương của tất cả các khán giả ở khắp mọi nơi thì chắc cô không có đứng ngang cho tới bây giờ. Thì nhân đây cũng là Jimmy cho phép cô để được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả như một cái sự biết ơn với những khán giả đã dành cho nhà cô chú cũng như là đã giúp cho cô cái tinh thần của cô trong suốt 19 năm. Chú mất 19 năm. Trong những năm qua xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều về cái sự yêu thương đó. Dạ. Và trong những ngày tới cô có những dự án nào về ra sách hay là ra CD gì không thưa cô? Trời ơi nhiều quá, nhiều việc quá. Dạ. Dĩ nhiên là những cái điều mà mình vừa nói lúc nãy thì còn quá nhiều điều, nhiều lắm, nhiều lắm. Thời gian nào, ngày nào cũng có chuyện để nói, để nhớ. Thì tất cả mọi thứ đó cô đang làm cái cuốn hồi ký về chú. Thì nó mới được 50% thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là đây là một cái cuốn mà cô nghĩ rằng đó là tất cả nếu muốn biết về Lương Phương, tất cả đều nằm đó. Thì cái may mắn là cô có được tất cả những hình ảnh từ lúc mới quen, từ lúc nhỏ của chú, của cô và những lúc mới quen cho đến những cái sinh hoạt sau này sau khi nổi tiếng cho đến bây giờ cô đều giữ lại được hết. Đều giữ được hết. Cho nên là tất cả hình ảnh và mọi thứ đều được ghi lại, được sắp xếp trong cuốn hồi ký này. Và còn mong là khi mà cuốn hồi ký đó ra cũng sẽ được mời cô lên để giới thiệu thêm về cuốn hồi ký đặc biệt đó. Chắc phải xin Jimmy như thế. Tại vì lý do là mình cũng cần nói rõ thêm những cái điều đó. Cái đó là cái mà cô nghĩ rằng là cái đó là cái một trong hai cái cuối cùng mà cô cần phải làm. Và nó sẽ là, nó phải hoàn hảo, the best I can do, để cho mọi người thế hệ sau được biết khi nói về Lê Hương Phương thì sẽ biết được Lê Hương Phương sống ra sao, con người như thế nào, đạo đức như thế nào, dễ thương và tài năng tại đâu. Thành ra đó là, và cái cuốn, một cái hoàn hảo nữa là một cuốn phim về cuộc đời chú. Cô sẽ thực hiện như vậy. Con cũng mong một ngày gần những cái cuốn dự án đó sẽ thực hiện được. Thì đó, một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi. Thì cô muốn nó dài hơn nữa để cô làm, chứ còn nhanh ngày tháng ở đây nó qua nhanh hơn ở Việt Nam nhiều. Thành ra rốt cuộc lại cô cần phải nhiều thời gian và làm cho thật kỹ như vậy. Trong thế giới âm nhạc, đặc biệt là khán giả yêu nhạc Việt Nam, thì nhắc đến những dòng nhạc của Lê Uyên Phương hay Trịnh Công Sơn thì người ta nghĩ ngay đến cô và cô Khánh Ly. Có khi nào cô nghĩ rằng là cô sẽ song ca với cô Khánh Ly, những cái suy nghĩ từ ngày trước cũng như tới bây giờ hay không? Cô mới có cái ý nghĩ đó mới đây. Yes, đúng. Cô cũng mới có cái ý nghĩ đó. Tại vì thật sự ai ở ngoài cũng nghĩ rằng là cô với cô Ly là chắc là ghét nhau lắm. No, thật sự ra là thương nhau lắm. Ở Việt Nam, không biết bây giờ ra sao, tại vì cô cũng không có đi gần với giới trẻ. Chứ ở Việt Nam, những ca sĩ thời đó, ai cũng thương nhau hết. Đoàn kết vô cùng. Mà cách mà khán giả thấy mà hiện hữu nhất là cô Khánh Ly từng hát một cuốn băng toàn là nhạc của chú Lê Uyên Phương. Đúng rồi. Và cô thì cũng hát một cuốn băng toàn là nhạc của Trịnh Công Sơn. Đúng rồi. Đó là cái sự mà kết hợp rất là đặc biệt. Đó. Và khán giả cũng trông chờ là cô và cô Khánh Ly sẽ có một ngày song ca với nhau. Chắc chắn. Chắc chắn cô sẽ thực hiện cái điều đó. Và còn mong một ngày là sẽ được thấy hai cô hát chung với nhau trong một cuốn băng hoặc trên sân khấu. Đúng rồi. Cảm ơn cô thật là nhiều đã đến với chương trình của con hôm nay. Rồi. Kính chúc cô những ngày tới nhiều sức khỏe và cảm những ơn. Dự án sẽ được thực hiện một cách suôn sẻ. Rồi, cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn Jimmy. Và nếu không nhờ những người trẻ có cái tấm lòng yêu âm nhạc, giữ gìn nhạc Việt như Jimmy, thì chắc cô cũng ít có cơ hội để trình bày những cái điều vừa qua. Thành ra cảm ơn Jimmy nhiều và mong sẽ được trở lại rất nhiều lần hơn. Và cảm ơn tất cả quý vị đã nhìn, coi, nghe chúng tôi nói chuyện tào lao trong những phút vừa qua. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Jimmy. Cảm ơn cô thật nhiều và cùng với lời chào đó xin kính cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi
International Home Shopping.